Chào mừng các em đã quay trở lại với chuyên mục audio văn học của Học Văn Chị Hiên. Hôm nay, chị em mình sẽ cùng nhau đi phân tích một tác phẩm rất đặc sắc của nhà thơ Bích Khê, bài thơ Tiếng Đàn Mưa nhé. Đề bài: em hãy viết bài văn nghị luận phân tích đặc sắc nội dung và nghệ thuật bài thơ Tiếng Đàn Mưa của nhà thơ Bích Khê. Bài làm: bàn về thơ Bích Khê có nhận định rằng thơ Bích Khê là kết quả đẹp đẽ của một tư duy nghệ thuật tích hợp nhuần nhuyễn và tinh tế các yếu tố Đông Tây trong sáng tác nghệ thuật. Bích Khê là một nhà thơ hy sinh toàn diện cho thơ. Quả thực, chính sự hy sinh toàn diện cho thơ đã giúp cho những thi phẩm của nhà thơ Bích Khê chạm đến nếp cảm, nếp nghĩ của độc giả. Điều đó được thể hiện rõ qua đặc sắc nghệ thuật và nội dung của tác phẩm Tiếng Đàn Mưa. Đối với tác phẩm văn học, nhan đề không đơn thuần là một cái tên để mở đầu, mà nó còn chứa đựng bao hình tượng, nội dung tư tưởng của tác phẩm. Có thể nói, nhà thơ Bích Khê đã rất thành công khi đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Cụm từ Tiếng Đàn Mưa đa nghĩa, đó có thể là tiếng đàn cất lên trong mưa, hay tiếng mưa rơi có nhịp điệu tiết tấu như tiếng đàn. Qua đó, người đọc nghe thấy được tiếng lòng, cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Chưa hết, nhà thơ Bích Khê đã khắc họa sinh động cảnh mưa rơi cùng với hoa trong trang thơ của mình. Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng, mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan, hoa xuân rơi với bóng dương, mưa trong ý khách, mưa cùng nước non. Là một người có tâm hồn nhạy cảm thì sĩ đã không cưỡng lại được trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Song hành cùng mưa là hoa xuân rụng, xuống lầu, xuống thềm lan, ngoài nẻo dặm ngàn, nước non giạt rích, giọng đàn. Sự song hành ấy đã tạo nên một bức tranh mưa tuyệt đẹp, đầy thi vị. Mưa rơi xuống ở bên lầu, ở thềm lan, ở ngoài nội, trên ngàn, và mưa còn rơi trong ý khách. Tiếng mưa rơi không chỉ là âm thanh của hiện tượng tự nhiên, mà nó còn đồng điệu với tiếng lòng của nhân vật. Hình ảnh bóng dương tà cùng xuất hiện với mưa rơi, hoa xuân rụng đã tạo nên một bức tranh mặc dù thi vị, đẹp đẽ nhưng chứa đựng sự lụi tàn của thiên nhiên. Điều này đã làm toát lên khung cảnh, không gian u buồn man mác. Quả thực, sự hòa quyện hình ảnh mưa đổ, hoa rụng, bóng chiều tà đã tạo cho người đọc cảm nhận về một nỗi buồn mênh mang nhưng vẫn rất đẹp, đậm chất lãng mạn. Rivelli quan niệm rằng thơ là người thư ký trung thành của trái tim. Chính vì lẽ đó, khi đến với thơ, người đọc cảm nhận được những dòng cảm xúc chân thành nhất của người thi sĩ. Và khi đọc những vần thơ cuối của tác phẩm Tiếng Đàn Mưa, người đọc cảm nhận được tâm trạng của người khách tha hương. Đầm mưa xuống nẻo đồi mưa xuống, bóng dương tà dục bóng tà dương, hoa xuân rơi về bóng dương, mưa trong ý khách, mưa cùng nước non. Khung cảnh mưa rơi không ngớt, mặc dù rơi hoa hết, tịch bóng dương đã càng tô đậm nỗi u sầu của nhân vật trữ tình. Khi chỉ còn bóng dương với khách tha hương thì sự cô đơn lạnh lẽo như đẩy lên đến tột cùng. Ý thơ mưa trong ý khách, muôn hàng lệ rơi đã thể hiện chân thực tâm trạng của người khách tha hương hòa quyện vào cảnh mưa, mưa rơi ngoài kia mà cũng như mưa rơi trong lòng. Nếu như trong ba khổ thơ đầu, nước non gắn với những hình ảnh đẹp nhưng đượm buồn, thì ở hai câu thơ cuối, nước non không trực tiếp xuất hiện nhưng lại được gợi nhắc qua hình ảnh khách tha hương. Hai câu thơ mưa xuân rơi với bóng dương, mưa trong ý khách, mưa cùng nước non như tiếp nối, hô ứng, đồng vọng, hòa nhịp với hình ảnh nước non trong ba khổ thơ đầu. Cảnh và tình hòa vào cùng làm một trong nỗi buồn thương vô tận. Đặt vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ, nước ta đang chịu ách đô hộ của thực dân Pháp, thì tâm trạng buồn thương, say dứt đã thể hiện tấm lòng của một nhà thơ yêu nước. Tấm lòng yêu nước của nhà thơ Bích Khê dường như đồng điệu với tấm lòng của nhà thơ Huy Cận. Lòng quê giận giận vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà, trích trong bài Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận. Có thể khẳng định rằng bài thơ Tiếng Đàn Mưa của nhà thơ Bích Khê là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung. Bài thơ được viết theo thể thơ song thất lục bát, các yếu tố thanh điệu, vần, nhịp kết hợp với hệ thống từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi, được lặp đi lặp lại với ý đồ riêng đã góp phần tạo nên tính nhạc cho bài thơ. Các biện pháp tu từ như chơi chữ, ẩn dụ, điệp từ đã góp phần làm cho các câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Qua đó, tác giả thể hiện thành công vẻ đẹp mong manh, tinh tế của bức tranh mưa xuân. Đồng thời, Bích Khê cũng đã tái hiện lại chân thực tâm trạng u buồn, sự cô đơn và nỗi nhớ quê hương sâu sắc của kẻ xa xứ. Bằng những vần thơ đầy lắng đọng, chín đỏ cảm xúc, nhà thơ Bích Khê đã để lại trong lòng bạn đọc nhiều ấn tượng sâu sắc. Chính điều đó đã giúp cho tác phẩm nằm ngoài sự băng hoại, mình nó không chấp nhận quy luật của cái chết, và tác phẩm là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định. Tác phẩm nhập vào tâm hồn và ý thức của bạn đọc, tiếp tục sống và hành động như một lực lượng nội tâm, như sự dằn vặt và ánh sáng của lương tâm không bao giờ tàn tạ như thi ca của sự thật. Nếu như em yêu thích các phần audio văn học của Học Văn Chị Hiên và muốn nghe thêm nhiều bài viết mẫu nữa thì đừng ngần ngại để lại cho chị một bình luận bên dưới để chị biết nhé.